Ok, xin chào tất cả anh em. À, hôm nay chúng mình à, sẽ đi đến module 1 bài 3. Trong mình thì đây gần như là một cái à, cái bài mà nó có giá trị nhất trong cái khóa dropship với Einstein của mình. Riêng bài này thôi chắc đủ để anh em trả tiền quá học này rồi. À, vì mình nghĩ là ít người người ta sẽ chia sẻ sâu như mình ở trong cái cái bài này. Và nếu mà có ai ở bên ngoài mà có những cái buổi chia sẻ về một case study của người ta mà kỹ như bên mình ấy, kỹ như mình làm ấy thì anh em giới thiệu cho mình nhất chắc sẽ đi đăng ký rồi mình tham gia bởi vì những cái buổi như thế này những cái bài như thế này thì nó mới cho anh em xem nhìn toàn cảnh về thật sự nó xịn như thế nào và mọi thứ là làm sao ok vậy là mình sẽ đi vào nhá à, đầu tiên thì à, thật ra thì à, mình làm marketing mà mình chạy tháng 9 chưa được triệu đô đâu mới được tầm 890.000 thôi nhưng mà đến thời điểm này thì chắc cũng tầm triệu dưới 2 triệu rồi à, thì tuy nhiên nhưng mà để có một cái title cho cái khóa học dropship với anh của mình thì case study triệu đô nghe nó hấp dẫn hơn case study là 8 5, 9, 000 nghìn đúng không thì ok coi như anh em bỏ qua cái phần này cho mình và thật sự là mình bắt đầu làm từ hồi uh, tháng 7 hồi đấy ý, thật sự lý do mình làm là vì mình anh em cũng biết là mình làm COD được khoảng 3-4 năm nay rồi bán là gần như cũng đủ thị trường Đông Nam má rồi bán hết rồi thì coi như là hệ thống của mình setup cũng gần như là auto hết rồi bây giờ mình cũng chả có việc gì mấy gần như có khách thì mình setup cho khách để làm thôi thì cũng đang muốn làm một cái gì đó khác. Thì đợt đấy thì mình nghĩ là tại sao lại không làm dropship? Mình dù gì thì cũng là 10 năm du học Mỹ về thì nên cái cái ước mơ mà một ngày nào đấy được quay lại Mỹ của mình nó vẫn khá là lớn. Thế nên mình nghĩ ừ thôi làm dropship đi. Và gần như cái hồi mình ở bên Mỹ ấy, đó cũng là một trong những cái hồi đầu tiên dropship nó nó, nó nở. Mình nghĩ là mình là một trong những thằng đầu tiên khách hàng mua dropship mẹ từ hồi Trung Quốc mua trên cái trang mạng Wish wish.com ấy. Wish .com ấy mình mua hàng rồi lấy drop ship mẹ nó ship nhiều khi hơn tháng mới tới xong rồi nhiều khi mình mua cho mình quên mẹ luôn là mình đặt hàng cái gì ấy xong lúc hàng nhận đến tay thì mẹ nhìn cái áo trên mạng trong ảnh trông rõ đẹp xong lúc nhận thì mẹ như cái áo mưa thế nên, nên hồi đấy buồn cười lắm hồi đấy mình lên mạng mua hàng drop ship rất là nhiều mình nhớ là vì gần như là so với cái mức giá sống ở bên mỹ những cái đồ bán drop ship cực kỳ rẻ gần như là không đáng kể đấy thì cũng chia sẻ với anh em background tại sao lại làm một làm drop ship thì tháng 7 là bắt đầu làm thì khi mà mình làm ấy, thì mình cũng xác định là mình cần một vài thứ ví dụ như là mình cần marketing đấy thì uh, mình cần cổng thanh toán tại vì mình trước đấy thì mình cũng nghe nói là mẹ làm dropship thì lãi đấy nhưng mà nhiều thằng không mang được tiền về không mang được tiền về thành lỗ đấy thế nên trước khi mình làm thì mình có hai thứ mà mình thật sự muốn chuẩn bị đó là có một team marketing khỏe có thể làm uh, có thể chạy được số lớn có thể biết về marketing tại vì mình thật sự mình không thuần về marketing đâu mình thuần với hệ thống vận hành quản lý hơn à, Tiếp theo là mình cần một bên à, Có cổng thanh toán khỏe Cổng thanh toán khỏe, có AM Support Để khi có vấn đề gì, tiền thì sẽ không bao giờ bị mất Cùng lắm là bị hâu lâu thôi, chứ không bao giờ bị mất Đấy, đấy là thứ mà mình cần trước khi mình chuẩn bị Nhưng tiền nữa, tiền thì được là phải chuẩn bị rồi à, Thì đấy Thì à, ok, cứ đi qua qua về cái này trước nhá Thì à, tổng revenue đấy, Tháng 9 mình chạy là tầm 890 nghìn Đấy, 251 đô với 47 cent Hồi đấy mình chạy ba store khác nhau. 100% mình chạy Shopify khác, 100% mình chạy Shopify. Shopify mình chạy nhưng mà sang tháng 10 cơ, nên là bỏ qua. Uhm, thì cái lý do mà mình chạy ba ba cái store này thì uh, có lý một lý do đầu tiên là để giảm rủi ro. Khi anh em chạy uh, tất cả số của anh em vào một store mà store đấy nó có vấn đề gì đấy. Ví dụ đợt gần đây thì PayPal hay là Stripe nó verify uh, store theo một cái tần suất là gọi là thường xuyên hơn hồi trước như hồi trước khả năng phải mấy tháng nửa năm nó mới verify một lần nhưng mà đợt gần đây thì nó verify tầm 2 tháng một lần đấy nghĩa là cứ hai tháng bọn paypal hay bọn stripe ấy, nó sẽ dừng không cho anh em rút tiền ở cái cổng đấy ra nữa để nó verify xem cái đơn của anh em có thật sự được ship đi hay không thì nó sẽ check random khoảng 10 đơn 10 đơn 15 đơn gì đấy thì anh em phải chứng minh cho nó anh em gửi shipping label cho nó à, anh em chứng minh được và gần như là khi khách nhận hàng rồi ấy, thì bọn đấy thì bọn PayPal hay bọn Stripe nó mới bắt đầu coi như là verify xong không phải là anh em có shipping label là chúng nó cho verify đâu anh em phải phải gần như là ship hàng người ta cho khách thế nên là khi mà anh em tính toán nếu mà anh em làm lâu ấy, anh em sẽ tính toán đợt là ờ ừ, cứ hai tháng thì nó sẽ verify một lần vậy thì cái số lượng đơn của cái đợt mà chuẩn bị verify ấy, anh em cho đi nhanh luôn thường anh em sẽ ship mà tốc độ bình thường nhá nhưng mà đến đợt đấy anh em sẽ cho đi nhanh thì khi mà khi mà nó verify một phát ấy, thì gần như toàn bộ những cái đơn của mình hồi đấy là nó sẽ bắt đầu vào cái cột là giao hàng gần như đến nơi rồi, thì cái thời gian verify rất là nhanh, đấy là một cái mẹo nhỏ khi mà anh em làm sau này, thì đấy lý do mình làm chính là để tránh rủi ro, thì uh, chạy ba store thì đương nhiên là anh em sẽ cần nhiều cổng thanh toán hơn để anh em gắn vào các store đấy, thì một store bị vấn đề gì thì anh em vẫn còn uh, store khác để anh em chạy, anh em vẫn có tiền về hàng ngày Thì anh em thanh toán tiền ạt, anh em thanh toán tiền uh, tiền hàng, tiền hàng thì mình nghĩ là anh em có thể nợ được nhưng mà tiền 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 ạt anh em chạy vòi anh em không thể nợ đâu anh em chạy sạch thì anh em còn phải trả hàng ngày luôn đấy thế nên là vấn đề là vấn đề nhức nhối nếu mà dòng tiền nó không 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 mạnh và nó không về hàng ngày thì rất khó để làm dropship ok đấy giảm tài công thanh toán là lý do thứ hai tại sao bên mình chạy um, ba store thì một là để tránh verify tiền không về và thứ hai là để giảm rủi ro à, tiếp theo là để tối ưu um, conversion rate thì hồi đấy là mình chạy mình nhớ trong ba store này của mình nhá thì uh, cái store này này là store chạy hàng uh, gọi là store general store như mình chia sẻ là chạy tạp phí lưu uh, store này cũng là một store general store thì mình có hai hai có hai general store chạy tất cả các loại mặt hàng gần như hai store này mình clone y hệt nhau luôn không khác gì cả thì đổi đổi tên domain đi thôi và cái store cuối cùng này là cái store chạy giấy dép chạy giấy dép thì mình khuyên là anh em không nên chạy trong general store mà anh em nên chạy niche store hoặc là anh em nên chạy ờ ừ, anh em chạy niche store vì vào một cái size bán quần áo thì dép ấy. nó nhìn rất khác một cái size bán hàng tạp phí lủ đấy thì khách hàng nhìn vào một cái size là bán giày dép mà chỉ bán giày dép thôi thì họ sẽ trust hơn họ sẽ dễ mua hơn và tỷ lệ chuyển đổi sẽ cao hơn ok vậy ở đây là tổng quan nhá tổng quan với cái study của mình là tám trăm nghìn ok tiếp theo sang phần thứ hai à, đội ngũ Team leader thì hồi đấy mình làm thì mình cũng biết là mình không làm một mình được chia sẻ luôn à, nên là mình à, như mình chia sẻ lúc trước ấy là mình cần một marketing khỏe à, và mình cần một người có cổng thanh toán khỏe để xử lý và có kinh nghiệm thì càng tốt không kinh nghiệm thì anh em cùng nhau đi lên thì nhưng mà mình nói luôn là cái team đội ngũ leader của mình hồi đấy chia ra làm ba cổ đông cổ đông là những thằng mà trực tiếp bỏ tiền vào đấy Đấy mình chia sẻ luôn thì team mình thì đều thôi ba thằng chia ba phần ngang nhau thì hồi đấy là mình có một thằng em Đấy thằng em cũng chạy siêu đi mình thì chạy siêu đi mình từ đấy ở mấy nước ở đông nam á xong rồi uh, đến cái đợt mà mình uh, chuẩn bị làm dropship này, này nhớ tới nó thì mình hỏi là à, đợt đấy nó cũng chia sẻ là, anh ơi nói COD um, em nhập hàng chán quá kiểu kiểu nó nhập hàng xong rồi bị công an bắt đấy, xong ngồi với cả mấy lần nhập hàng xong rồi bị muộn delay delay xong lúc mẹ đến tay lúc mà đến hàng đến 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 nơi rồi thì mẹ một là ship hàng thì bị return hai là khách không nhận đấy thế là nó cũng chán thì siêu đi anh em cũng xác định rồi mà kiểu nhập hàng đấy mà có vấn đề gì là mẹ đánh dở hơi luôn tại vì tiền nhập hàng đâu có ít lãi lủng mẹ cùng thừa ra cả đống hàng thì cũng thành mẹ hòa vốn hoặc lỗ hết đấy đợt đấy nó cũng kêu nó chán xong mình cũng biết thằng này vít khá là khỏe đấy, mình nói chung là chạy siêu đi cái hệ thống mình mà nên mình biết là tần suất của nó vít bao nhiêu nó cũng là một thằng chạy mất rét vài tỷ một ngày rồi thì mình thấy là ừ thôi có gì rủ thử nó xem nó có làm không thì đúng lúc rủ thì nó cũng ok nó là em chán không anh có kèo gì không cho em theo với thì đấy thì mình bảo là ừ, anh chuẩn bị chạy dropship mày có chạy không dropship thì mày không phải nhập hàng nữa đâu dropship là mô hình bán hàng không phải nhập hàng mà tiền nó về hàng ngày đấy nên mình nói luôn là mẹ đưa, đưa đi tiền về hàng ngày à, thì nên là anh em có test thì cũng gần như là không bao giờ lỗ được đâu Tại vì thằng này nó test nó chạy nó black nhiều mà nên là gần như là các thứ là nó chạy cũng tối ưu được nói chung là trong marketing mình đánh giá nó khá đỉnh nó cũng thẳng đỉnh mình biết đấy thì mình rủ thì coi như là một mảnh ghép trong cái đội ngũ của mình xong thế là khi có thằng em này rồi thì mình gần như là mình trao toàn quyền cho nó marketing luôn không bao giờ mình phải lo bất kỳ vấn đề gì cả Còn tiếp theo là mình đi tìm vào một bên có cổng thanh toán thì à, nói chung cái này thì cũng phải dựa vào quan hệ của anh em thôi đấy như kiểu anh em biết mình có cổng sau này anh em làm dropship mà anh em cần cổng thì anh em phải qua mình đấy như kiểu mình như kiểu mình hồi đấy thì mình cũng chỉ biết một vài bên thôi thì mình cũng đi gặp người ta xong hỏi xem có cho thuê cổng không Thế cổng không xong rồi cũng xem mà người ta đã từng làm như thế nào Số má ra làm sao, hệ thống ra làm sao Thì đây thì mình gặp một người anh Thì người anh này cũng chạy Dropship được một thời gian rồi Thì cũng thấy bảo là anh có cổng khỏe lắm Một quả AM support các kiểu Thì nếu mà anh Nếu mà mình thuê cổng của anh ấy thì có thể anh sẽ giúp đỡ mình trong phần đầu Nên chung thường ấy Thường mình nói luôn á, anh em làm COD mà qua Dropship Mindset nó phải thay đổi hoàn toàn luôn Gần như là rất khó để mà có thể chuyển một phát bình phát luôn Nó không giống đâu Anh em sẽ mất một thời gian để mà có thể hòa nhập hay gọi là làm quen với môi trường dropship thì đấy mình gặp ông anh đấy thì ông anh lúc đầu cũng chỉ xin sang là thôi cho em uh, làm seller của anh em thuế cổng của anh thôi ấy. có vấn đề gì thì đấy xử lý ông anh ấy cũng bảo là hay là hay là cho anh góp vốn luôn tại vì thường ấy mô hình góp vốn thì nó sẽ đi lâu đi đều dài với nhau hơn còn nếu mà mô hình chỉ thuế cổng ấy thì mình nói luôn là khi mà mẹ mày kh... à, quên khi mà anh em không cần cái cổng ấy nữa ấy, thì anh em cũng chả làm nữa đơn giản đấy thôi còn mô hình góp vốn là anh em đi cùng nhau lại lỗ cùng chịu, lãi cùng hưởng đấy thì nó sẽ ok hơn. Thì ông anh cũng offer là cho anh cho cùng, ờ, thì mình ok. Thì đợt đấy thì biết gì đâu thì coi như là ok thì coi như là đối với mình bài toán lúc đấy là có những là tự giải quyết. Có một bên có cổng khỏe, có hệ thống support. có mindset làm dropship có thể giúp đỡ mình lúc đầu khi mình còn chập chững vào vào cái ngành này. Và thứ hai là mình có một team marketing khỏe đã từng viết số rất là lớn. Coi như marketing cũng không phải lo. Thì đấy, đấy là đội ngũ và người thứ ba là mình. Mình chả biết mình có cái gì. Mình có cái gì thì anh em tự đánh giá. Nói chung là cũng có cái mindset inside ở thị trường Mỹ làm uh, ở đấy 10 năm, cũng biết con người ở bên đấy như thế nào, xong rồi cũng có kinh nghiệm vận hành các kiểu. Đấy, thì nói chung là ok, ba mảnh ghép này thì mình nghĩ là cũng khá ok. Cũng không phải là người gọi là Mời cứng gì vào nghề cả. Thì cũng là đều có ba anh em là đều đã có những vị trí cụ thể ở cái chỗ mà người ta đứng rồi thì đấy, đấy là đội ngũ team leader của mình. mình chia sẻ luôn cho anh em biết tiếp theo là sang đội ngũ team support à, cái tháng đầu tiên mình làm ấy, tháng đầu tiên mình làm thì thì nó không có nhiều nó không có nhiều như này đâu nhưng mà đây đây nhá cái team support này là team support của một cái hệ thống chạy triệu đô đấy thì phòng marketing là của thằng em kia thì nó có có có, có cái thằng em đấy thằng em đấy cũng như cổ đông nhá cổ đông thì phòng marketing của nó có thêm bốn bốn anh em marketing nữa bây giờ thì còn ba thôi thực ra cái lúc bắt đầu ấy lúc bắt đầu chỉ có hai đứa nghĩa là nó với cả hai đứa nhân viên nữa đấy nghĩa là hai nó với cả hai đứa nhân viên marketing nữa à, phòng cs là phòng chăm sóc khách hàng lúc đầu chỉ có một người thôi đó là mình đây mình là thằng trực tiếp chat thằng đêm và mình là thằng trả lời từng cái email khách hàng này chính là mình và tiếp theo là phòng vận hành phòng vận hành là phòng đi đơn thì à, phòng phòng đi đơn với supplier ấy thì mình cũng có làm một phần này mình cũng có làm một phần ở trong phòng vận hành và à, cái anh cổ đông mà có cổng ấy anh ấy cũng có phòng vận hành thì cái phòng đấy anh ấy cũng cử một người sang để đi đơn cho mình và kế toán kế toán thì đi lý ngay từ đầu rồi tại vì tiền nong làm việc với nhau phải rõ ràng mà cái kiểu gì cũng phải cần kế toán thì đấy đây là lúc đầu lúc đầu là sẽ cần hai marketing à, một vận hành một chăm sóc khách hàng và một kế toán thì khi mà cái tháng đến cái tháng mà mình chạy triệu đô ấy thì cái tháng đấy marketing là có ba người ba người bốn này là mình tính tổng lại nhưng mà thằng xin nghỉ rồi Nên là có ba người cái tháng chạy marketing một triệu đô là có ba ba nhân viên marketing à, có hai nhân viên sóc khách hàng Nên là mình với em gái mình đấy, chia sẻ luôn mình với em gái mình vì giờ đấy chạy bốn năm năm store một lúc mà anh em hiểu nhá cứ cái tần suất mà anh em chạy một nghìn đơn một ngày thì cái lượng email đổ về, về tầm 500 email đấy anh em cứ tính sơ sơ ra sẽ có rất nhiều email linh ta linh tinh hỏi nếu mà không trả lời thì tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ giảm không trả lời thì dễ ăn dispute nên là cái việc mà phải có có người để trả lời email và nhanh ấy là phải rất quan trọng nhá mà đợt đấy thì mình với em mình tiếng anh đều ok rồi mình thì đi mỹ về em mình ai 7.5 nên là cái việc trả lời email nó cũng nếu mà có form rồi ấy, thì nó rất là nhanh Đói. không phải như người việt không phải như mấy anh em việt nam tiếng anh kém nó ngồi lên trả lời email thì nó mới lâu thôi còn như mình từ đấy trả lời email nhanh lắm không vấn đề gì thì phòng vận hành lúc đấy cũng có hai người phòng vận hành thì cũng có hai người hai người thì hai người đi đơn đúng là đợt đấy phải cần hai người đi đơn thật tại vì mình mình phải đi đơn rất là lâu nếu mà thật sự không có hệ thống mà kiểu một mình mình làm đi đơn kiểu đi mấy nghìn đơn một ngày ấy, dễ nhầm lẫn các thứ lý tính lắm còn kế toán tự nhiên nó chỉ một người thôi thì đấy để anh em biết cái hệ thống team support và hệ thống team leader là nó nó bao gồm những gì trong cái gì cho cái cây stay triệu đô này. Ok tiếp theo số vốn Thì à, lúc đầu ấy, ba anh em tính là ok, chả biết là có đi đến đâu hay không. Thôi thì cứ góp mẹ 300 triệu vào. 300 triệu vào xong ngồi xác định là mỗi tháng lỗ 100, 1 triệu, 100. Đấy, là cứ tính nhẹ nhàng thôi. Nhưng anh em làm 3 tháng mà mẹ không đi đến đâu thì nghỉ. Thì, nhưng mà cái gì cũng nên cho nó thời gian đấy thì nên là anh em cho thời gian 3 tháng thì anh em làm thì số vốn lúc đầu của anh em bỏ ra 300 thằng trăm đấy xác định lỗ mỗi tháng khoảng 100 thì cái lỗ này nó bao gồm những cái gì thì tiền lương nhân viên tiền lương nhân viên này xong tiền test a à, tiền trả tiền hàng coi như anh em test cả tháng không ra đơn thì anh em hay là anh em nếu test ra đơn thì có thể trả tiền hàng đúng không ạ thì đấy thì đấy là mình đây là số vốn ban đầu mà bên mình để ra um, chi phí lương như thế nào nếu anh em là tự làm thì không nói gì nhá nhưng nếu anh em nào chưa 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 mà muốn tuyển nhân viên ấy làm drop ấy thì anh em có thể tham khảo mô hình bên mình à, lương kế toán là bốn triệu rưỡi kế toán là bốn triệu rưỡi này lương marketing bên mình là 7 triệu cộng phụ cấp cộng tiền lãi nhá đấy nghĩa là lãi bao nhiêu thì marketing là một phần phần lãi đấy vận hành cũng thế vận hành cũng 7 triệu vận hành và chăm sóc khách hàng đều 7 triệu cộng phụ cấp cộng lãi thì phòng marketing sẽ được lãi nhiều hơn, và phòng vận hành sẽ được lãi ít hơn. Thì đấy. Đấy là thì gần như là nó cũng không giới hạn. Nói chung là lãi nhiều thì anh em marketing được được thưởng nhiều thôi và lãi ít thì anh em marketing được thưởng ít, giống như phòng vận hành. Thì đấy, đấy là lý do cái số lương và cái số uh, uh, tiền thưởng là như vậy. Uh, ok. Tiếp theo thì uh, tổng quan Tổng quan nhá, là bên mình chạy 100% gần như 100% Facebook Ads. À. À, bên mình uh, chạy TikTok uh, một tí thôi. Gần như là đợt đấy có test TikTok Mỹ. Nhưng mà thấy số hơi cao, CPM toàn kệ mẹ 10 đến 15 đô. Cao nên gần như chạy không có lãi. chạy chạy Facebook ấy thì ra nó còn chiết khấu. Nó còn mẹ black, nó còn voi, nó còn scan, nó còn ô tô. Nó còn bùng ngưỡng các kiểu. Nên là ít ra nó còn chiết khấu nó chạy được nhưng mà tiktok thì hiện tại tiktok mỹ có một bọn nó có chiết khấu đấy nhưng mà bây giờ cái cái đấy là nó phải theo theo đợt không nó không không phải hàng ngày nó có thì đợt đấy mình cũng có lấy được chiết khấu ở bên australia chạy tài khoản cá nhân thằng em mình kiếm cho thì đợt đấy là cũng lấy tài khoản của nó chạy cũng ít thôi không nhiều nhưng mà nó chiết khấu mẹ gần như ngang voi luôn cũng chỉ một kiểu chạy 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 một triệu trả ba trăm nghìn lấy kiểu kiểu đấy thì đấy Um, và mình chạy nó luôn 100% trăm chạy black chín mươi phần trăm một phần trăm vẫn chạy sạch hồi đuổi đầu mới test ấy là vẫn chạy sạch um, uh, ok 99% số facebook chạy một facebook này trăm phần trăm black um, mình chạy voi là chính Đấy, gần như gần như danh chủ vào đến một chạy voi hết cái tháng uh, chạy triệu đô ấy thì một trăm phần trăm hàng hóa được ship bởi supplier ruột um, hồi đấy mình có hai hai supplier một supplier của cái anh cổ đông mà có cổng ấy thường khi nào có cổng thì họ sẽ gọi đồng supplier vào trong khách hàng luôn và một nửa là supplier của mình thì mình cũng lấy từ trên ali thôi mình cũng quen thằng đấy từ trên ali và cũng làm việc với nó thì đến bây giờ thì mình coi là supplier rồi rồi tại vì mình không đi đơn trên ali nữa mà mình cũng đi đơn ngoài à, bình thường thôi cũng đi private đi private line ở ngoài thôi nghĩa là có đơn là mình chỉ cần gửi file excel cho nó xong rồi nó sẽ tự lo đi đơn lên cho mình à, và 99% thị trường mỹ 1% bị trường Úc. Đấy, mình đem uh, sản phẩm có Úc uh, mình test. Xong rồi thấy ngon quá, đem qua Mỹ vít. Đấy. Thì uh, mình chạy năm cổng thanh toán. Hình như ba store thì loanh quanh năm số cổng gì đấy. Thì có hai cổng tháng 9 chạy nhá, thì có hai cổng sẽ hâu khoảng đến 2 tháng. Và tháng 11 này nó nhà. Nó nhà rồi. Nó vừa mới nhà một cục xong. À uh, một cổng nhà tháng 12. Và hai cổng on hold 6 tháng. On hold số tháng là 180 ngày đúng không ạ? thì uh, chia sẻ luôn là cái cổng chạy giày dép của mình bị on 6 tháng thì uh, đa số lãi lủng của mình là nơi đang nằm ở cổng đấy thì giờ ngồi thở chờ đến tháng tư thì lãi nó về rồi thì thực ra tiền uh, tiền nó về thì tiền nó về hàng ngày ấy thì nó vẫn đủ để trả tiền ạt với cả đủ đủ để trả tiền um, um, uh, tiền hàng thì có hai có hai cổng này là nó khoảng 6 tháng nữa nghe tháng 4, tháng tư nó mới nhả ngày tháng tư tiền nó mới về thì anh em biết là tiền có bị hâu nhá không phải không bị hâu đâu nếu mà anh em chạy dép Đợt đấy chạy giày dép thì cái lý do hâu ấy này anh em nhìn này Mình chạy giày dép có đúng 4-5 ngày rồi đấy Thì có 2 ngày là trên 100.000 Đấy 2 ngày trên 100.000 luôn Cái đợt đấy mình chạy 430.000 Thì gần như doanh số nó chỉ rơi từ cái hôm 17 Đến cái hôm 22 này Đấy 23 là doanh số nó thấp rồi đấy. 23 chạy được có tí không quan kệ Gần như 17 là 22 5 ngày 5 ngày mình viết gần 500.000 Thì gần như mỗi ngày 100.000 vì mới làm ấy nên là nhiều khi cái cổng của mình nó chưa được khỏe lắm cái cổng mà mình gắn vào cái store đấy mà thật sự ấy cái đợt đấy chạy nó phải gọi là không ai ngờ nó lên nhanh như thế nó lên bình một phát trăm nghìn luôn thì như ngày đầu chạy nhẹ là ngày đầu đây ngày ngày đầu ngày đầu năm mươi nghìn ngày mình ra ngày mười tám thứ là mình chạy từ ngày mười tám đến ngày hai mươi hai thì ngày mười tám là năm mươi nghìn nhá xong đến ngày ngày mười chín là lên hơn trăm nghìn luôn đấy xong rồi nó lại xuống năm mươi nghìn xong rồi lại lên trăm nghìn xong rồi nó lại xuống thì cổng mà khi mà nó kiểu bất thường như vậy ấy, thì thường 100% là mình sẽ bị đánh giá là bất thường luôn và cổng khi nó bị đánh giá bất thường cộng thêm nhiều dispute từ khách hàng nữa thì mình chia sẻ luôn cái cổng này của mình là đang dispute 3,5 phần trăm 3,5 phần trăm là một con số quá cao luôn bình thường cổng chỉ được tầm 1 1 phần trăm nhá cổng được 1 phần trăm nếu dưới 100 phần trăm anh em vẫn ok không vấn đề gì viết thoải mái nhưng mà cổng mà đã lên tầm 3,5 phần trăm ấy là nó gọi là quá bất thường luôn và gần như tiền trong đấy sẽ bị hầu để đi xử lý các dispute của khách hàng hoặc gần như là hàng hóa không có cách nào để mà xử lý dispute được đây bán giày dép bán giày dép thì sai số rất là nhiều bọn mỹ sai một kiểu mà mẹ cái bọn châu á của mình sai một kiểu mặc dù mình đã ghi sai rất rõ ràng ở trên website của mình là cái sai này thì nó sẽ như thước đo này thước đo kia nhưng mà khách hàng thì nó không quan tâm đâu nó cứ không nó cứ đi không vừa hay là nó thấy chất lượng có vấn đề thì nó sẽ đầu đi uh, dispute luôn nó bảo sản phẩm đều một là mày gửi lại hàng cho tao nhanh nhưng mà đâu phải đơn nào cũng gửi được cho khách ngay lập tức như thế thì thành rất dở thôi thế nên là anh em thấy là bây giờ mà cho mình chạy lại dép thì gần như mình cũng rén đấy gần như là mình rén đấy mặc dù chạy giày dép rất là sướng cực kỳ sướng luôn số nhìn hồi ngon lắm mỗi ngày lãi vài trăm triệu anh em ạ có hôm chạy tiền ăn một tỷ hôm chạy có hôm chạy trả tiền nào đúng một tỷ luôn Mẹ trả tiền nào một tỷ được xác định là hôm đấy doanh số khoảng tầm hai tỷ rưỡi đấy 2 tỷ rưỡi tính ra thêm tiền hàng 3 phần trăm nữa 50 phần trăm 20 phần trăm hai tỷ rưỡi ông đấy lãi mẹ 4 500 triệu gì nữa đã bao giờ mình một ngày kiếm trăm triệu chưa Nếu anh em chưa được một ngày kiếm 45 triệu giống mình thì hồi đấy nhìn sướng lắm mẹ nhìn sướng thì làm sao nhìn sướng thì vít tiếp với chứ làm sao nữa mẹ tâm chiều mới chưa trải thì cứ thế mà đi vít vít mạnh luôn tiền bao nhiêu cũng đổ vào chạy chứ là chỉ có làm thì mới biết được làm xong thì đấy làm xong thì đây ngồi thở chờ tiền <laughs> về thở trở lại về. một cái nữa mình muốn nhìn này, anh em nhìn nhá là cái store này của mình này. Cái store này là cái store mình chạy từ đầu tháng 9 đấy đến tầm mùng 10. Đến tầm mùng 10 là bắt đầu nó ăn là nó bị verify. Nghĩa là nó bị PayPal hay Stripe verify, nghĩa là tiền không 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 được không, không được không được không được xuất ra nữa. Thì mình đổi 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 store luôn. Đấy, khi mà đến cái ngày này thấy thấy nó verify phát, anh em thấy không? revenue về không luôn và mình không chạy nữa tại vì cái đợt này nó bị verify rồi verify xong mình đổi luôn sang store này đấy anh em lại chạy tiếp từ ngày 10 anh quay anh quanh chạy đến ngày 17 đấy, anh em thấy không chạy đến ngày 16 rồi thì uh, bắt đầu mẹ vít được con uh, dép bắt đầu con dép ngon thì con so này cũng gần như bỏ mấy ngày này không chạy nữa thế là bắt đầu chạy dép chạy dép từ ngày 17 đến ngày 22, 23 thì 23, 23 xong bắt đầu đấy là lại chạy tiếp lại store này khi mà con dép con dép chỉ vít khoảng 5 ngày thôi 5 ngày là gần như vốn thì mẹ cạn kiệt không thể chạy được nữa thế là anh em đổi sang lại chạy hàng trên sạch thì đấy là lý do tại sao mấy cái grab nó như thế này tại vì mình không không chạy một store đều đều cả 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 tháng mà mình chia nó ra ok um... ok tài chính nhá phần này không biết là có bên nào chia sẻ kỹ như mình không nhưng mà đây bảng như thế nào là mình chia sẻ hết cho anh em luôn tài chính doanh thu doanh thu sau phi thì vì cái tiền mà revenue mà anh em nhìn đây này nó không về hết đâu. Nó 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 sẽ bị spy hay là bị uh, PayPal, uh, nó bị Stripe với cả PayPal trừ đi cái phần phí của Stripe PayPal ấy. Thì cái doanh thu sau fee của mình nó rơi tầm hơn 19 tỷ. Đấy, 19 tỷ 2. Thì uh, trong trong cái phần chi phí uh, doanh thu này thì nó sẽ gồm những cái gì? Nó gồm chi phí thẻ này. thẻ Payoneer, thẻ PayPal các thứ linh tinh với phí linh tinh nó không đáng kể. tức là quá ít nó khoảng 50 triệu, nó khoảng 66%. Đấy, tiền hàng tháng đấy của mình thì rơi từ sáu tỷ rưỡi ba ba triệu ba 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 phần trăm tiền hàng thường nó sẽ không cao như này đâu mình chia sẻ luôn hàng ấy các tháng khác của mình nó sẽ chỉ rơi ở tầm ba mươi phần trăm có tháng hai mươi bảy hai tám phần trăm đấy tháng này thực ra là nó cao là vì uh, chưa tối ưu được một số thứ ok nên là tiền hàng nó mới cao như này Đây, tiền hầu chạy uh, khoảng 19 tỷ hai đến hầu năm tỷ hai mươi phần trăm thì uh, có cổng hâu hai phần trăm có cổng hâu à, có cổng hô hai phần trăm có cổng hô ba phần trăm thì lăn quanh quanh là hâu hai phần trăm mình chắc cũng hợp lý rồi đấy cho là có khoảng 5 tỷ đang hâu à, đơn refund thường ấy cái tháng mà anh em chạy số to ấy thì những cái đơn refund nó sẽ vào tháng sau chứ nó không vào luôn cái tháng này tháng này là đơn refund của mấy tháng trước đấy thế nên là gần như cái đơn refund nó chưa đáng kể nếu mà mình sâu cái bảng tháng 10 cho anh em thì anh em thấy đơn refund cao gấp mấy lần này luôn Ok, chi phí marketing 8 tỷ 8 tỷ 6 đấy, 44% chạy voi nhá chạy voi tháng đấy khoảng 30% thì nó doanh quanh vẫn 40% không có voi thì chết rồi không có voi thì không chạy như thế này đấy có voi thì vẫn vẫn 8 tỷ không phải anh em chạy anh em tưởng 45% chia ba nữa mẹ 15% tiền chi phí marketing thì mẹ mình giấu to rồi nhưng mà không chi phí marketing nó sẽ rơi tầm 45% mình chia sẻ luôn nếu anh em chạy mình nghĩ là chạy số càng to thì cái chi phí marketing nó sẽ càng cao, không có chút càng chạy càng rẻ đâu. Mình nghĩ chạy càng cao, chạy càng cao thì chi phí marketing thì mình vì mình lãi nhiều ấy, à, không, không vì mình chạy doanh số nhiều, nên mình sẵn sàng mình lãi thấp đi một tí. Đấy. Thì đây như mình chia sẻ là cái uh, paypal nhỏ âu tháng trước có nghìn rưỡi, đấy vì mẹ mấy tháng trước có chạy được số đâu, thế nên là nghìn rưỡi. Um, chi phí nuôi cổng, Ồ, chi phí nuôi cổng của nó tăng ba phần trăm, không đáng kể bỏ đi. Đây chi phí các thứ store nữa vì mình chạy store Shopify là mình cũng phải trả tiền cho Shopify mà giờ nó tầm ba phần trăm à cổng chi phí cổng thì thường chi phí cổng ba phần trăm cũng hợp lý rồi vậy tính ra là bao nhiêu Thằng đấy âm, uh, tỷ âm tỷ bảy âm tỷ bảy âm tỷ bảy thì lấy tiền đâu nhở tiền của anh em bỏ vào lấy làm sao nữa nếu mà thằng đấy Thằng đấy dòng tiền nó âm tỷ bảy nha nghĩa là anh em phải phải có một tỷ bảy để anh em đổ vào đúng không ạ không chắc là anh em không không để vận hành được như thế này anh em vận hành anh em chỉ vận hành được như thế này khi mà anh em Uh, có cái số tiền đấy đập vào vậy thì lãi lỗ tính nha số tiền hông trừ đi số tiền phải góp thì gần như số tiền này là phải góp thêm thế thì 300 cộng tỷ bảy là như tháng như tổng tổng số tiền góp là khoảng hai tỷ rồi đấy ra đây là cái cổ cố lắm ấy tháng 10 phải góp thêm tỷ nữa đấy mình chia sẻ luôn tháng 10 là phải góp thêm tỷ nữa để 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 ba bù có chi phí thì gần như là cái đợt mà chạy triệu đô ấy thì anh em xác định anh em bỏ qua khoảng 3 tỷ đấy, 3 tỷ Còn là đầu tư còn là tiền đầu tư để anh em chạy được triệu đô thì đấy tháng đấy nếu mà tiền lấy được về hết nếu nhá nếu lấy được tiền về hết thì tháng đấy mình lãi cả team mình lãi khoảng hơn 3 tỷ 3 tỷ hai còn lấy được về không thì anh em chờ tiếp tháng tư xem tháng ba tháng tư tiền về như nào thì mình biết được còn đây là tất cả con số này là đều con số trên giấy hết đấy số là số thật nhưng mà nó là số trên giấy tại vì tiền nó đã về được đâu tiền rồi chưa về hết đấy tiền nó vẫn đang về dần về dần nhưng mà chưa về hết thì chỉ khi nó về hết rồi thì mình nhìn lại thì mình biết được là thật sự là lãi lỗ như thế nào còn như bây giờ thì nó đang 3 tỷ 2 ok à, mình chia sẻ thêm thường đánh dropship ấy thì uh, nó sẽ rất nhiều bên nó làm rồi thường thì đến tháng thứ ba thì nó thì anh em mới bắt đầu gọi là chạy được anh em biết vì sao không? mình cũng không biết vì sao đâu nhưng mà gọi là đây gọi là data data của của rất nhiều bên nó làm rồi rất nhiều ông đi dậy ông cũng thấy học trò của ông ấy đến tháng thứ ba mới đầu chạy được thì mình không biết là có trùng hợp hay không thì đúng như tim mình thì đến tháng thứ ba thì nó mới gọi là mẹ có một kết quả gì đấy còn sau tháng 1 nhá tháng 1 về tháng 2 thực ra lúc đầu tim mình là để mỗi tháng lại lỗ 100 triệu đúng không nhưng mà thực ra khi tổng kết lại thì hai tháng đầu tim mình mới chỉ lỗ 50 triệu thôi đấy. mình tổng kết luôn hai tháng đầu tim mình lỗ 50 triệu thế là mình mình vẫn chạy vẫn trả lương cho nhân viên nhưng mà mình vẫn chạy là đơn mà mình không chạy là nhiều đơn Hay là ít đơn nhưng mà nó nó vẫn lỗ, nó không ra cái thể thống gì cả. Nếu mà cứ làm thế thì nghỉ mẹ đi làm tiếp làm gì. Thì sau tháng 1, nếu anh em nào theo dõi mình ở trên mạng ấy, mình có chia sẻ câu chuyện của team mình hết tháng 1 làm dropship. Là có một thằng marketing của ông và hai ông nhân viên marketing. Sau tháng 1, một thằng nhân viên xin nghỉ luôn. Nó ạ, anh ơi em ngại lắm. ờ à, Em toàn lấy tiền của công ty đi test Nhưng mà không test ra được cái gì cả Em rất là ngại Em nó xin nghỉ luôn Đấy, sau tháng 1 nó xin nghỉ nhá Thằng ấy xin nghỉ xong Đến ông, đến ông cổ là ông lead marketing Anh ơi làm drop khó quá này nọ Em không quen và làm siêu đi mà Xong rồi toàn test sạch nữa Mẹ toàn test sạch Đấy là cũng Anh ơi tình hình thế này có vẻ không ổn lắm Hay là mình không làm nữa Mình rút vốn về đi Đấy, thì đợt đấy mình vẫn hiểu vẫn hiểu thuyết phục anh em là cố gắng làm, làm thêm ấy thực ra mới chạy có một tháng thì cũng không đánh giá được gì nhiều anh em nên cố gắng làm thêm tìm ra hướng khác để anh em đi um, thì vẫn làm tiếp thì đấy làm tiếp làm tiếp xong ngồi uh... làm sao nhỏ xong ngồi đó là phải, phải, phải 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 suy nghĩ lại đấy khi anh em tháng một không thành công anh em bắt đầu phải ngồi anh em suy nghĩ lại và tại sao không thành công thì hồi đấy Thì mình ngồi suy nghĩ lại thì bắt đầu hỏi tự hỏi nhau điểm mạnh của team mình là gì nói điểm mạnh của team mình là gì à, tại vì tháng 1 gần như test test nhiều test đủ thể loại à, kiểu này kiểu kia các thứ các thứ cũng chẳng thành công thì uh, bắt đầu mới 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 ngồi nghĩ lại ừ, test sản phẩm có vẻ không phải là điểm mạnh của team mình thế thì điểm mạnh của team mình là gì thì bắt đầu ngồi ngồi ngủ lúc ngồi lúc ngồi, ngồi nghĩ cả buổi chiều Ông đồng nghĩ à, à, điểm mạnh của team mình là chạy black <laughs> là các ông ấy quen chạy black mẹ từ trước đến giờ rồi Các ông ấy chỉ quen vít thôi Thế là Thế là không quen test Thế là ừ team mình mà chạy Quen chạy black mà điểm mạnh của team mình là chạy black Thì bây giờ hay là lấy thử một cái sản phẩm ở bên khác Nó test tắt số rồi Xong rồi mình đem mình vít Xong rồi mình chia sẻ lại lợi nhuận cho nó thì có được hay không Tại vì thật sự Có rất nhiều team họ có thể có cái mai xét tách sản phẩm rất là tốt nhưng mà họ không có nguồn lực để họ vít đấy như anh em thấy vít nhiều khi phải trả cả một tỷ tiền hạt một ngày có những team họ không 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 làm được cái việc đấy thì đương nhiên là họ sẽ, sẽ vất sản phẩm cho một bên nào đấy để họ vít xong họ ăn phần trăm thôi thường mình chia sẻ luôn nhá một con hàng mà anh em test ra được rồi mà anh em muốn đẩy cho một bên khác họ vít thì họ sẽ thường lấy lại chia sẻ lại từ 10 đến 20 phần trăm lợi nhuận nghĩa là trừ đi hết là tiền hàng trừ đi hết tiền vận hành trừ đi hết tiền marketing thì sẽ đem về được khoảng 10 đến 20 phần trăm lợi nhuận thì mình cũng chia sẻ luôn là trong lớp học của mình có rất nhiều team pro nhiều tiền nhưng mà cũng có rất nhiều anh em mới à, không có nhiều tiền bằng đấy gọi là không có không có tiền thì không đúng nhưng không có nhiều tiền bằng thì thật sự thật, đi trên đời thôi mà nói chung là có nhiều team rất nhiều tiền và có nhiều team không nhiều tiền bằng thì cái này cũng không phải là cái gì mà để xấu hổ hay là cái gì cả nó chỉ làm sự thật thôi. Tại thời điểm này mình chưa có nhiều tiền bằng team khác thì là bình thường. thì anh em có thể đi theo cái hướng nhá là anh em có thể test sản phẩm, xong rồi vất cho một team nào đấy họ vít. vì có rất nhiều team bây giờ họ, họ sẵn sàng nó không không họ ngại đi test, họ chỉ thích vít thôi. Vì ngân sách ngân sách của họ rất là lớn. thì nếu anh em là muốn kết nối hay kể cả team mình thế, nếu anh em nào mà Mà muốn đi theo cái hướng đấy thì mình có thể setup hộ anh em, mình sẽ là người đứng đứng giữa, xong mình setup các kèo đấy cho anh em, tất nhiên là mình sẽ là người đảm bảo luôn thì nếu anh em nào muốn đi theo cái hướng đấy thì cũng được. còn đương nhiên anh em là tự test được, tự viết được thì có tuyệt vời nhưng không vấn đề gì. kia chỉ là thêm một cái hướng để anh em có thể nghĩ thôi. Um. OK, thì đấy. thì lâu ngồi nghĩ là uh, team mình điểm mạnh là chạy black làm vít. thế là cái anh cổ đông mà có hệ thống vận hành ấy, thì anh ấy có một team, họ test ở trên tài 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 họ sẽ test ở trên cái nền tảng Twitter. Twitter cho anh em biết là nền tảng gì rồi, nền tảng ở Mỹ. thì nó test ra đơn ở bên đấy nhưng mà nó chưa test Facebook thì nó vất cho mấy sản phẩm ấy thì uh, đây sản phẩm đầu tiên nó vất cho đây rồi uh, đây là một sản phẩm rất hot năm nay thì đến nó nó vất nó vất cho cái sản phẩm này thì bên anh thì bên mình bắt đầu đi test bên mình đi test ờ ra đơn thật ra đơn thật luôn thì đến đúng ngày 15 tháng 8 là mình post cái bài đầu tiên trên Facebook ấy sau một tháng rưỡi chạy thì team mình đã chạy được 500 đô một ngày hồi đây sướng lắm anh em anh em phải chạy drop và anh em phải hiểu cái cảm giác ra đơn nó khó như thế nào và khi ra đơn thì nó sướng như thế nào đấy không có lúc nào sướng bằng cái lúc ra những cái đơn đầu tiên khi làm dropship đâu còn bây giờ khi làm nhiều đơn nó sướng kiểu khác nhưng mà cái cảm giác sướng không không thể nào sướng như kiểu anh em yêu lần đầu tiên ấy. yêu lần đầu tiên chắc là thích thế còn yêu mấy lần sau đúng không ạ um, ok thì hồi đấy cũng thế hồi đấy là ngày ngày 15 tháng 8 đấy là tim mình chạy được 500 đô một ngày là hồi tầm buổi tối xong ngày đến sáng hôm sau rồi như chạy cả ngày hôm đấy thì được tầm 1.000 thường tưởng lên Facebook khoe các kiểu anh em vào động viên hồi đấy được 500 đô ngày anh em vào động viên nhiều á cũng sướng thằng lúc sau post ngì 10.000 Nó chung là 20.000 000 100 000 hồi đấy cái hồi 500 đô ấy, mình có độ chém gió là bao giờ được 100.000 một ngày thì mới mở lớp đấy, hồi đấy là làêu trêu mọi người vì mình không bao giờ mình nghĩ mình chạy được 100.000 một ngày mẹ nó nhanh như thế. Đấy nói luôn, không bao giờ mình nghĩ mình chạy 100.000 một ngày luôn. Nói chung là khi anh em chưa đạt một cái level nào đấy thì anh em sẽ nghĩ là anh em không bao giờ đạt được. Hay là rất khó để đạt được. Nhưng khi anh em đạt được rồi thì anh em lại đặt tăng mục tiêu khác. Thì đấy. Thì như mình đợt mục tiêu đặt một chạy một triệu đô một tháng. Thì mình đạt được rồi. Thì mình thấy các team khác họ chạy được 3 triệu đô một tháng thì mình đã đặt target là mình chạy 3 triệu đô một tháng. Xong rồi lại gặp một cái team nó chạy 2 triệu đô một ngày. <laughs> anh em lại có vậy đặt target cao hơn không đấy nó chạy được thì mình cố và tìm cách để mà chạy được như nó đấy đơn giản suy nghĩ thôi mình có suy nghĩ là khá làm được chắc mình cũng làm được không làm được thì cố mà làm đấy mình có suy nghĩ thế thì ok đây là con sản phẩm hot năm nay dragon egg mình thì chia sẻ luôn những sản phẩm mà mình team mình chạy trong cái đợt vừa qua con này thì gần như anh em không thể nào tìm được COD luôn gần như sản phẩm này chỉ có ở Mỹ và đây là một con hàng của một cái team ở trên SC đây là, đây là thực ra là quả trứng của nó là quả trứng của cái team như SC nhá Trứng mình bán nó không được như này đâu Nhưng mà mình lấy luôn video của nó chạy Tại vì cái video của nó làm quá chớt luôn Thế nên là anh em xem video Ơ, ờ, sao Hỏng rồi Trời ơi, bọn kia nó hỏng video của mình rồi Ok, chờ tí nào bật lại video bật lại PowerPoint cũ của mình rồi anh em thông cảm chờ một tí nhá mình muốn cho anh em đi qua một lượt các cái cái sản phẩm mà team mình bán PowerPoint kia là mình nhờ một team làm lại làm lại hình như mấy ông ấy không không ép video lại vào cho mình hay nào. cái nào các ông ấy kiểu screenshot hay nào ấy from 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 Do đâu vậy Ok, hồi dừng ở đây rồi mẹ sang phần 2 vậy.